Vâng, xin chào tất cả mọi người xem. Đầu tiên Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và chia sẻ với tất cả mọi người. Ngay lúc này Dũng đã có mặt tại sân thi của anh em câu lạc bộ Trà Mào Đức Giang đứng ra tổ chức một giải đấu mở rộng lần thứ hai trên khuôn khổ của hệ thống Hiệp hội Trà Mào miền Bắc. Thì chia sẻ với tất cả mọi người, theo như số lượng đầu lồng mà Dũng nắm được tại sân thi là tầm khoảng 340 chú chim và đang được chia ra làm hai dàn. Đấy, thì sau cái nghi lễ mà chào cờ theo đúng quy định của anh em hiệp hội thì vòng thi đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Tiêu chí chấm thi là tiêu chí của Hiệp hội Trà Mào miền Bắc, và điều hành trận đấu ngày hôm nay là anh Chính FPC, cũng như là tất cả những anh em giám khảo ngày hôm nay là anh em của Hiệp hội Trà Mào miền Bắc mọi người nhé. Đấy, và Dũng sẽ đưa thông tin cụ thể là chú chim nào là chú chim phải dừng trận đấu đầu tiên, cũng như là chú chim nào là chú chim sẽ đi vào những giải mà tốt nhất tại hội thi ngày hôm nay. Thì thay mặt cho bên ban tổ chức câu lạc bộ Trà Mào Đức Giang gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh em nghệ nhân đã về tham gia trận đấu ngày hôm nay, cũng như gửi đến tất cả những người mà đã ủng hộ cho hội thi để có một cái thành công tốt đẹp. Và Dũng sẽ đưa lại hình ảnh trên video, thì rất mong tất cả anh em và mọi người hãy bỏ hết thời gian của mình, bỏ thời gian của mình ra để xem hết video này, cũng như là có thể là chia sẻ lan tỏa cái video đến cho mọi người cùng xem cùng biết mọi người nhé. Và sau khoảng thời gian là 3 tiếng đồng hồ trải qua 25 vòng đấu, và tất cả những chú chim yếu kém sù rụt bỏ đấu đã phải dừng cuộc chơi, dành bước cho tất cả những chú chim hiện tại đang tốt nhất trên dàn và đang trong vòng thi đấu thứ hai của vòng top 40. Thì Dũng cũng xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những người anh em đã có cờ giải ngày hôm nay, và chú chim nào sẽ là chú chim đạt giải top 10 cũng như là đạt giải quán quân nhất, nhì và đồng giải 3 trận đấu ngày hôm nay. Thì xin mời mọi người hãy bỏ thêm chút thời gian của mình ra để xem hết video để có một cái trải nghiệm mọi người nhé. Và Dũng cũng rất là mong muốn được tất cả những người đang xem có thể dành cho Dũng một nút đăng ký kênh để Dũng thêm động lực và phát triển video của mình, và có thể đóng góp cho Dũng ý kiến để Dũng xây dựng ngày một tốt hơn. Và Dũng xin mời tất cả mọi người xem chú chim nào là chú chim quán quân của giải đấu ngày hôm nay. Và chú chim 266 cũng được nhắc nhở, và theo như Dũng thấy là nhắc nhở đến lần thứ hai rồi ạ. Vâng, và chú chim 266 là có nơ ra ngoài tương đối nhiều lần và được anh em nhắc nhở tương đối nhiều lần. Thì tại vòng thi đấu này Dũng có nhận thấy là hai chú chim 315 và 266. Dạ vâng, rất đúng. Chuyển 238 vào. Chú bong ra ngoài quá nhiều nhịp và chú 315 thì dựng nhịp rất nhiều lần. Và 238 được chuyển vào trong. Thì trên màn hình của chúng ta là còn 8 chim mọi người nhé. Còn 8 chim, Dũng xin đọc số báo danh từ bên tay phải sang 209, 80, 309 và 274. Bên kia màn hình của chúng ta từ bên tay phải sang 312, 238. Và tiếp theo là chú chim mang số báo danh 87, và cuối cùng là chú chim 343 mọi người nhé. Và vòng thi đấu đã được diễn ra. Vâng, và Dũng có nhận thấy chú chim mang số báo danh 312 so sánh với lại đối thủ là có chậm nhiệt đấu rất là lâu. Đi ăn và 209 bong ra ngoài một nhịp. 80 có bong ra ngoài. 312 tiếp tục nhắc nhở. 80 tiếp tục nhắc nhở chậm cầu. 309 312.
32 sau khi đi ăn rất chậm, chỉ đứng một chỗ thôi. Vâng, và 312 là lơ ra ngoài tương đối nhiều lần, không tìm mặt đối thủ. Tiếp tục nhắc nhở. Và kết quả cuối cùng, chú chim nào phải dừng cuộc chơi tại vòng thi đấu này, mọi người chờ trong giây phút mọi người nhé. Cứ so sánh 29 và 80. Vâng, và theo đánh giá của Dũng thì chú chim 312 chắc chắn là phải dừng cuộc chơi. Đó là yếu tố cuối cùng. 80 thì 80 mắc nhiều điểm trừ về lỗi dừng đấu hơn. Vâng, và hai chú chim cuối cùng là 312 và 80 phải dừng cuộc chơi mọi người nhé. Đó là yếu tố cuối cùng. Rất là lơ. Xa quá rồi, xa quá rồi. Vâng, và lượt cuối cùng hạ hai chú chim, và chia sẻ với tất cả mọi người ngay lúc này là vòng thi đấu rất nhạy cảm mọi người nhé. Vòng thi đấu rất nhạy cảm để loại ra hai chú chim. 204 một tỷ vong, 209 một tỷ vong. Và nhắc nhở lần chú chim mang số danh 209 ở ngoài biên của chúng ta. Ở ngoài biên thì chú chim đang khá là chậm so với đối thủ. Và bên kia thì Dũng có nhận thấy chú chim 343 đứng ở ngoài cùng biên bên trái, và chú chim 87 đang bắt mặt nhau đánh rất tốt. Và Dũng có nhận thấy anh Huy Tây Hồ bên kia là cũng đang chăm chú nhìn chiến binh của mình mang số báo danh 343 mọi người nhé. Và chú chim có lên ngôi tại trận đấu này hay không, mọi người chờ trong giây phút nữa. Hiện tại bây giờ chú chim đang ra rất yên mỏi đều như nào hết, còn là thái độ kém hơn ông theo xuống về 29. Chú chim 209 à, ôi rồi quá đen cho 209 đã mổ vào đít và có Dũng mình. Nhịp đấu thì khá là lơ ra ngoài. Bây giờ giám khảo chỉ còn lựa chọn ra một chú chim nữa thôi ạ. Đó là yếu tố chắc chắn là chú chim 209 ở ngoài bên phải của chúng ta phải dừng cuộc chơi. Một yếu tố rất khó cho giám khảo đúng không ạ? Bởi vì tất cả chú chim đã vào đến vòng này là rất là đều, rất là đều và rất là tốt. 274 có được nhắc nhở. Tất cả những chú chim đang rất dài ít mỏ lớn, đây là con nào thái độ, người ta xét thái độ. Thời gian thi đấu hết rồi. Vâng. Chim điểm trừ nhiều nhất là 274. Và 274 và 209 là phải dừng cuộc chơi, đó là yếu tố cuối cùng mọi người nhé. Và xin chúc mừng tất cả anh em đã có những chú chim của mình vào giải top 10 ngày hôm nay. Và chúc mừng 4 chủ chim đã vào chung kết. Vâng, và Dũng xin đọc số báo danh trước màn hình của chúng ta. Từ bên tay trái là 238, tiếp theo 343, bên kia màn hình của chúng ta là 309. Và tiếp theo là số báo danh 87, nồng gỗ mun mọi người nhé, bên tay phải đằng sau. 3 phút vòng chung kết bắt đầu. Vâng, và vòng chung kết bắt đầu. 238 đấy, 343 có một bỏ. Anh quay ra ngoài. Mỏ quay ra ngoài 343. Đấy, bỏ xong. 238 một mỏ qua ra ngoài. Đấy không phải mỏ đấu. Đấy, hai mỏ. Chú chim mang số danh 87 có lơ ra ngoài một nhịp.
chiếc chiếc thôi. Đấy là chưa được đâu, chưa được ba âm đâu. Rất gây cấn, xin chia sẻ với tất cả mọi người. Rất gây cấn. Chú chim 87 thì chắc chắn là sẽ nhận được một cái giải ba nếu không cất được tiếng chén lên. Chia sẻ với mọi người, đó là yếu tố ngay từ ban đầu. Bắt nhịp và nối đánh rất tốt, là chú chim mang số báo danh 309, nhưng mà Dũng có nhận thấy là mỏ chú chim là kém. Chưa thấy có mỏ đấu. Ba bốn ba đang đánh rất tốt và có mỏ đấu, và thời gian chung kết không còn dài mọi người nhé. Và xem chú chim nào là chú chim đạt giải quán quân cũng như là đồng giải ba ngày hôm nay thuộc về giám khảo. Giám khảo ngày hôm nay là giám khảo của Hiệp hội Chèo Mào miền Bắc. Vâng. Hiện tại 238 đang dừng với một nhịp. 238 đang dừng. 238 đã phải dừng. Rất gây cấn đúng không mọi người? Rất gây cấn. 309 và 343 thôi ạ. 309 và 343 thôi ạ. Vâng. 238 mất một nhịp dừng. Nữa, nhịp nữa. 238 là mất nhịp đấu rồi. Chia sẻ với mọi người. Dừng nhịp rất nhiều. Và thời gian không còn dài. Đúng rồi. Và theo như Dũng nhìn nhận là chú chim mang số báo danh 309 sẽ là chú chim thời gian thi đấu sáng giá nhất ngày hôm nay mọi người nhé. Tôi thống nhất như sau. Chú chim 309 về thái độ và mỏ đẹp nhất, tốt nhất từ đầu đến cuối. 309 nhất. Chúng tôi chỉ xét hai chú chim là 2238 và 343. Chú chim 343 không mất một điểm trừ nào. Mỏ bằng với cả 238. Và chú chim 238 bị mất hai nhịp bong ra ngoài và một nhịp dùng rũ. Cho nên chú chim 343 sẽ giải nhì. Vâng, đó là yếu tố cuối cùng chia sẻ với tất cả mọi người là chú chim mang số báo danh 309 là nhất ngày hôm nay và nhì là 343. Và 238 và 87 là đồng giải ba mọi người nhé. Và đây là hai người anh em cũng rất là cuồng kênh YouTube của mình, và hôm nay cũng được một giải thưởng top 40, có nghĩa top 40 là được một vé dự siêu cúp 2022. Đấy là chúc mừng đến hai anh em. Hôm nay rất may mắn được gặp idol. cảm ơn nhé. Chúc hai anh em luôn nhiều sức khỏe nhé. Rồi. Ok anh. Dạ vâng. Chào anh. Vâng, đây là cúp và cờ và giấy chứng nhận là thuộc về giải nhất. Và rất là vui mừng là giải nhất hôm nay thuộc về anh em câu bộ Đức Giang, được Chủ tịch Nguyễn Đức Thuận và anh Cao Tiến Hỷ đã trao trực tiếp cho người anh em đạt giải quán quân ngày hôm nay. Và đây là sự vui mừng của anh em trong câu bộ cùng với lại anh Hỷ. Rất là tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng tất cả anh em. Vâng, đây là phần quà của bên ban tổ chức tặng cho chủ nhân của chú chim giải nhì mang số báo danh 343. Xin chúc mừng chủ chim. Vâng, đây là phần quà hai giải ba được anh em trong câu bộ trao tặng cho anh em đã đạt giải ba. Vâng, đây là phần quà top 10 của bên ban tổ chức trao cho anh em. Thì chia sẻ với tất cả mọi người là 6 phần quà đấy, nhưng mà cũng hai người nhận rồi. Vâng, xin chúc mừng anh nhá. Vui, 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 vui. Và hội thi cũng đã khép lại thành công. Thì Dũng cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem video này. Và Dũng xin kết thúc video của mình ở tại đây. Và xin một lần nữa chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo mọi người nhé.